Ok, xin chào, đây là chiếc xe GAT 66 đã được nâng cấp lên bộ hộp số kim loại full kim loại một cấp đây. Và nó đang được thử nghiệm trên cái địa hình rất là gồ ghề này, rất là một con dốc rất là cao. Nào, cho chạy đi nào, tài xế. Giờ nó đang đi xuống dốc. Rồi cho con GAT đi lên dốc đi xem nào. Đây là hộp số kim loại và các đăng kim loại nhé. Rất là đơn giản và nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Chiếc GAT leo lên dốc rất là dễ dàng, không có gì khó khăn đối với nó cả. Bây giờ thử lùi chiếc GAT lên dốc đi xem nào. Đấy là tiến, còn lùi cơ. Lùi lên dốc đi. Quay đầu và lùi. Là bộ lốp mềm. Lốp zin mềm. Rồi, tài xế này lái hơi chậm, nhanh lên nào. Tôi chưa GAT lùi lên dốc như nào.